Xin chào anh em, chào mừng em quay lại với kênh xe 2 tư giờ của em ạ Lần đầu tiên em chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe Video này em sẽ cập nhật về giá xe cho anh về một chiếc xe Lixan Amira Chiếc xe Lixan Amira thuộc phân khúc hạng B Cạnh tranh trực tiếp như là chiếc xe Toyota chiếc xe này Accent, Hyundai City, Mazda 2 Cũng như là rất nhiều hãng xe trên thị trường miền Nam Vậy thì video này em sẽ giới thiệu cho anh em về phần giá xe tổng bánh và các chương trình khuyến mại để cho anh em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn em muốn được review xe, cập nhật giá xe bất kỳ dòng xe nào trên trường về làm thì anh em hãy comment phía dưới cho em nhá. Để em sẽ lên cho anh em một cái chi tiết cụ thể ạ. Còn em mà chưa đăng ký kênh của em thì đăng ký kênh của em. Bởi vì kênh c hai thứ giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, xin phép được đi vào vấn đề chính luôn ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Lexus Amira bản số tự động, bản cao cấp ạ. Đó là bản cao cấp nhất của dòng xe Nissan Amira nha Với giá biết của nó đang là 579 triệu ạ. Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán cho em giá đang là 530 triệu ạ. Tức là giảm giá cho anh em là 49 triệu ạ. Gần 50 triệu anh em nhá. Còn anh em muốn được giá tốt hơn hay là khuyến mại như nào, tặng phụ kiện ra sao, chi tiết đơn bánh như nào thì anh em hãy có điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em. Chắc chắn anh em giá lúc đấy sẽ là tốt nhất thị trường anh em nhá. Vậy thì chiếc xe Lexan Amara bản số tự động bản cao cấp này, lăn bánh nội thì đang là 622 triệu, trả góp thì đang là 198 triệu ạ. Còn là tỉnh thì đang là 592 triệu, trả góp thì đang là 168 triệu. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 610 triệu, trả góp thì đang là 186 triệu ạ. Ở dưới phần mô tả em có một đường link, đó chính là đường link về nhận báo giá, anh em muốn gửi về giá xe tổng bánh chương trình khuyến mại trả thẳng trả góp lãi suất ngành như nào thì anh em hãy điền thông tin như là tên địa chỉ số điện thoại loại xe cân tâm hình thức trả thẳng trả góp để em sẽ gửi lại cho các thông tin chi tiết nhất cụ thể nhất và chính xác nhất cho anh em ạ ok tiếp theo giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Lexan Amara bản số tự động bản thường ạ với giá miết của nó đang là 529 triệu ạ hiện tại đại lý chúng em thì đang bán cho em giá đang là 499 triệu ạ Tức là giảm giá cho anh em là 30 triệu tiền mặt ạ Còn em muốn được giá tốt hơn hay là khuyến mại như nào Tặng phụ kiện ra sao, chi tiết làm bánh như nào Thì anh em có điện cho em Hoặc nhắn tin zalo cho em Chắc chắn em giá lúc đấy sẽ là tốt nhất thị trường cho em nhé Vậy thì chiếc xe lexan amera bản số tự động bản thường này Lăn máy nội cho anh em này 4, 9, 585 triệu Trả góp thì đang là 186 triệu Còn là tỉnh là 556 triệu Trả góp thì đang là 157 triệu còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì là 574 triệu, trả góp thì đang là 175 triệu ạ. Các chi phí mà tính vào cho anh em đó chính là thuế trước bạ này, biển số, đăng ký, đăng kiểm, phí bảo trì đồng bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự ạ. Còn một số các chi phí chưa tính vào cho anh em đó chính là bảo hiểm thân vỏ, bởi vì bảo hiểm thân vỏ nó sẽ bảo hiểm tự nguyện. Anh em có muốn mua hay không mua thì phụ tội em thôi. Trừ khi anh em phải mua trả góp qua ngân hàng mới bắt buộc là phải mua. Tối thiểu là một năm ạ. Ok tiếp theo giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Lisan Amira bản số sàn nó bản thấp nhất của dòng xe Lisan Amira đấy ạ. Với giá biết của nó đang là 469 triệu ạ. Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán cho em giá đang là 447 triệu ạ, tức là giảm giá cho anh em là 22 triệu tiền mặt. Còn em muốn được giá tốt hơn hay là khuyến mại như nào, tặng phụ kiện ra sao, chi tiết máy nào thì anh em có điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em qua số điện thoại góc dưới chấm hình, chắc chắn mấy em giá lúc đấy sẽ là tốt nhất thị trường nhầm nhá Vậy thì chiếc xe Lixan Amera bản số sàn này, lăn bánh nội nha 526 triệu, trả góp thì đang là 168 triệu. Còn tỉnh thì là 498 triệu, trả góp thì đang là 141 triệu. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì là 516 triệu, trả góp thì đang là 158 triệu ạ. Ở dưới phần mô tả em có một đường link đó chính là đường link về kênh xe cũ. Anh em nào muốn được xem xe cũ, xe lướt, xe đã qua sử dụng, chất lượng cao, giá cảm lý thì anh em vào kênh xe lướt của em, đăng ký kênh em, xem video cũ của em hoặc chờ video mới nhất của em. Để em sẽ lên cho anh em một cách chi tiết cụ thể cũng như lên cho anh em một cách liên tục liên tục liên tục để cho anh em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Ok, vậy thì video này em đã giới thiệu cho anh em về phần giá xe, tổng bánh, chương trình khuyến mại, trả thẳng trả góp cho cả 3 phiên bản của chiếc xe Nissan Amira rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy để video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like đăng ký kênh em nhá. Để em sẽ cập nhật về giá xe cho toàn bộ các dòng xe của Nissan cũng như các xe khác nhau. Như là Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota, Honda hay rất nhiều xe trên thị trường Việt Nam để cho sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Ok, xin phép em sẽ dừng video ở đây. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe.